Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Đáp từ tại sân bay Palam, New Delhi, Ấn Độ. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập tập thứ 11, trang thứ 255. Toàn văn của tác phẩm như sau. Thưa Tổng thống Rajendra Prasad kính mến. Thưa Thủ tướng Jawaharlal Nehru kính mến. Thưa các bạn, thưa anh chị em, chúng tôi rất sung sướng được Tổng thống Rajendra Prasad mời sang thăm nước Cộng hòa Ấn Độ vĩ đại. Chúng tôi thật lòng cảm ơn sự đón tiếp thân mật và long trọng của các bạn. Chúng tôi xin chuyển tới các vị và toàn thể nhân dân Ấn Độ anh em lời chào mừng thấm thiết nhất của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đến thăm đất nước vĩ đại của các bạn với mối cảm tình sâu sắc đã gắn bó hai dân tộc chúng ta. Hiện nay, trên thế giới, 1.200 triệu nhân dân Á Phi đã được giải phóng. Trong đó có 400 triệu nhân dân Ấn Độ. Đó là một sự kiện rất quan trọng. Nước Cộng hòa Ấn Độ ngày nay là một nước độc lập hùng mạnh, đã có nhiều cống hiến quý báu cho hòa bình châu Á và thế giới, và đang giữ một vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Sau 8-9 năm kháng chiến gian khổ, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi. Hiệp định Geneva đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đã công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiện nay, nhân dân Việt Nam chúng tôi đang ra sức củng cố hòa bình, xây dựng đất nước và đấu tranh thống nhất tổ quốc. Nước Cộng hòa Ấn Độ đã có những cống hiến quan trọng vào việc lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ủy ban quốc tế do Ấn Độ làm chủ tịch đã có nhiều cố gắng trong việc thi hành Hiệp định Geneva ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Nhân dân Việt Nam rất vui mừng thấy quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển. Lần này, chúng tôi rất vui mừng có dịp gặp Tổng thống Rajendra Prasad kính mến, gặp lại Thủ tướng Jawaharlal Nehru kính mến, là người bạn tốt mà nhân dân Việt Nam đã sung sướng đón tiếp tại Hà Nội. Cuộc đi thăm nước Cộng hòa Ấn Độ lần này sẽ làm cho chúng tôi hiểu biết hơn nhân dân Ấn Độ anh dũng đang ra sức xây dựng đất nước, và chúng tôi sẽ được học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các bạn trong việc xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa. Chúng tôi tin rằng cuộc đi thăm lần này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước chúng ta, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các nước Á Phi và củng cố hòa bình châu Á và thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đón tiếp chúng tôi một cách nhiệt liệt. Tình hữu nghị bền vững giữa hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Ấn Độ muôn năm. Hòa bình châu Á và thế giới muôn năm. Năm nguyên tắc chung sống hòa bình muôn năm. Pansela nghĩa là năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 5 tháng 2 năm 1958. Được in trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1960, tập thứ 5, trang 30-31. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.